Chiwi đã tới khách sạn Chiwi ở rồi. Vậy xin mời mọi người coi khách sạn Chiwi ở nha. Tại Chiwi ở tên gì vậy? Chiwi không nhớ mà Chiwi nói nè. Nó có biển riêng luôn. Đúng rồi, có biển riêng luôn chứ sao. Vinpearl Luxury. Cherry đang làm gì đó Cherry? Cherry đang làm gì á? Hả? Đang định lại hồ bơi. Sao nó mệt? Nó lên nằm nghỉ mà. Nó có biển riêng. Nó giáp ranh ba bãi biển, khu biển riêng. Cherry lại đây mommy chụp cái đây mommy chụp cái đây mommy chụp cái gì nè. Ở đây người ta đón Cherry bằng 3 ly nước này hả? Đón Cherry bằng 3 ly nước hạt chia, nước chanh hạt chia. Cần lòng sẽ lau mặt trước chứ lau tay trước. Người ta chào đón Cherry, welcome Cherry bằng 3 nước ly. Ba ly nước chanh hạt chia. Đúng không Cherry? Và khăn lau mặt đó hả? Mát không? Mát chứ. Ồ, được rồi. Đúng rồi, tay cũng biết rồi. Thôi mua gì? Mua xả đúng không? Mua xả. Dễ chịu hả? Thư giãn hả? Thoải mái hả? Hồi xuống dưới chụp hình cái biển cái. Ừ, có biển cái riêng luôn chứ sao.